Chào mừng các bạn đã quay trở lại với V Channel. Và như các bạn cũng đã biết thì ngoài cái sự lựa chọn là Apple Pencil 1 và Apple Pencil 2 để có thể làm một cái bút ở trên những cái chiếc iPad, thì mọi người dùng cũng đi tìm những cái xu hướng những cái bút có cái giá rẻ hơn. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái sản phẩm mới, đó chính là cái bút Hoco BH25 Wavy của nhà Hoco. Thì cái bút này có gì đặc biệt, chúng ta hãy cùng xem video này nhé. Và đây là hộp bên ngoài của cái cây bút Hoco này. Thì nó chỉ rất là đơn giản thôi, phía trước có hình mặt của cây bút và phía sau là một số những cái thông số cơ bản. Những cái thông số cơ bản này bao gồm là việc viết, chơi game và vẽ và những cái đời iPad mà nó hỗ trợ, thì mình sẽ nói sâu về cái vấn đề này. Còn bây giờ thì mình sẽ unbox thử xem là trong này nó có cái gì. Thì ngay từ khi tháo hộp ra, chúng ta sẽ thấy sản phẩm của chúng ta luôn là cây bút Hoco. Mình sẽ tạm để nó qua một bên. Phía dưới sẽ có một cái cổng dây sạc Type-C và một cái sách rất dễ sử dụng. Các bạn hãy nhớ nhé, như mình luôn khuyên các bạn là để sử dụng tốt một sản phẩm nào thì một là hãy đọc sách rất dễ sử dụng, hai là lên coi review của tụi mình. Rồi, bây giờ mình sẽ để nó qua một bên. Và đây là sản phẩm chính của chúng ta. Đây chính là cái bút Hoco. Và cái bút này có một số những cái điều đặc biệt. Thứ nhất là nó làm bằng cái chất liệu của nó làm bằng hợp kim nhôm ABS, cho cái cảm giác rất là chắc chắn. Và cái cảm giác này cầm tay thì cũng khá là đầm bởi những cái đường vát của nó. Ở phía xung quanh của nó thì làm một cái đường tròn, nhưng ở ngay ở phía trên này nó sẽ có một cái cạnh khóe. Đó, các bạn như thấy ở đây là một cái cạnh nó vát ở đây. Và chúng ta sẽ thấy rõ là nó có một cái nút hiển thị đèn và một cái nút bấm. Mình đùa thôi, cái này không phải là cái nút bấm nha các bạn. Thực chất đây chính là một cái nút cao su. Và khi các bạn tháo ra, các bạn sẽ thấy chân sạc của nó. Và cái chân sạc này là cái cổng này là cổng Type-C. Và cái cách thức sạc như thế nào thì chút xíu mình sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề này. Ở phía trên này là một cái đầu cảm ứng. Thì như khi các bạn bấm vào nó, đèn sẽ sáng lên, tức là bút sẽ sử dụng được. Và khi các bạn chạm lại thì đèn sẽ tắt, là bút sẽ tắt. Thì về cái việc mà cái bút này nó như thế nào thì mình cũng nói luôn là thời gian hoạt động của nó là trong khoảng 20 giờ trong một lần sạc đầy. Và nếu như các bạn sạc đầy pin mà các bạn không sử dụng mà các bạn để nó standby thì thời gian chờ nó sẽ là lên đến 1 năm. Một con số khá là ấn tượng cho một cái dòng sản phẩm điện tử. Tiếp theo là về cái đầu tiếp của nó. Thì như trên Hoco và một số cái trang bán hàng online á, thì nói là cái đầu tiếp này có thể thay thế được. Nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa tìm được cái cách tháo. Thì nếu mà mình tìm được cái cách tháo này rồi thì mình sẽ cho các bạn trong những cái video lần sau. Và cũng như mình cũng chưa thấy ai bán cái đầu tiếp này để thay thế. Rồi, hãy nói đến cái việc cái bút này có gì đặc biệt. Một cái điều nữa, cái bút này là cái bút này không có kết nối Bluetooth gì hết. Chỉ cần các bạn bật lên rồi sau đó các bạn sử dụng bình thường thôi, thì trên những cái dòng máy mà tương thích thì sẽ sử dụng được luôn. Đó là một cái điều mà nó cũng khiến cho cái chiếc bút này nó tối giản hóa được cái việc phải kết nối Bluetooth. Rồi, như các bạn đang thấy trước mắt mình đây là một chiếc iPad mini 5. Thì ở đây mình đang có cài sẵn hai cái ứng dụng để test với cây bút này. Thứ nhất là ứng dụng vẽ. Thì một bạn ở trong team review của mình là một người rất có năng khiếu vẽ, đã vẽ cái hình này bằng cây bút này. Thì mình cũng có cảm giác rằng là đối với những cái thao tác chạm và vẽ trên cây bút này thì nó rất là mượt nha các bạn. Cái độ mượt ở đây mà mình đang nói tới nó là cái vấn đề về cái việc mà phản hồi tức thì của cây bút lên trên mặt màn hình để tạo ra những cái hình ảnh hoặc là những cái nét viết mà chúng ta đang làm. Đó, như các bạn đang thấy ở đây thì mình khi mà mình vừa chạm đầu bút vào mà mình bắt đầu mình di chuyển nó thì là cái nét mực cũng xuống luôn, tức là cái việc cảm ứng này nó khá là ok. Thì trong cái bức vẽ này là bạn nó vẽ hoàn toàn bằng cái bút này. Về cái phần thứ hai là cái phần mà về viết nốt, thì ở đây mình đang có sẵn một cái app gọi là Nobu. Thì cái app này á, là có thể cho các bạn viết những cái bằng cái chuyển động tay. Thì các bạn thấy đó, xuống đến đâu là ghi đến đó. Và như vậy thì nó cũng khá là hợp lý cho cái bút này. Nhưng không chỉ để viết mà không cũng không phải là để chỉ để vẽ, mà các bạn cũng có thể dùng cái bút này để tương tác ở trên những cái app của mình như là chọn, chạm, vuốt, kéo, vân vân. Và cũng có thể là các bạn dùng để lướt qua màn hình. Vậy thì cái cây bút này có sử dụng được trên iPhone hay không? Thì câu trả lời là mình đã test thử trên một số cái dòng iPhone của mình và cũng như của đồng nghiệp mình, như là iPhone XR, iPhone X, XS Max, Pro Max, thì không sử dụng được. Vậy thì cái sản phẩm này là dành cho những cái chiếc iPad nào?
thì như nhà sản xuất đang công bố là nó sẽ dùng cho iPad thế hệ 2018, 2019 bao gồm iPad 6, iPad 7, iPad mini 5, iPad 3, E3, iPad Pro và iPad Pro 3. Tuy nhiên thì để chắc chắn hơn về cái việc này thì mình sẽ test thật kỹ cái bút này trong những cái trường hợp và những cái chiếc máy khác để cho các bạn có được cái thông tin rõ nhất đến từ bên VChannel. Rồi, vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ nói đến cái phần sạc của chiếc máy này. Trong hộp thì nhà sản xuất cho mình thêm một loại cái cọng dây USB Type-C. Thì cái cách cắm sạc rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm vào nguồn điện và sau đó chúng ta cắm vào bút. Và khi nhận sạc thì cái đèn này nó sẽ báo là màu đỏ. Thì có 3 cách để sạc cho cái sản phẩm này. Thứ nhất là chúng ta cắm vào một nguồn điện, tức là dùng mấy cái cục sạc thông thường của mình, rồi sau đó mình cắm dây này vào rồi mình cắm sạc. Cái cách thứ hai là mình cắm trực tiếp vào máy tính của mình như là MacBook hoặc là laptop thông thường. Cách thứ ba là có thể sạc qua các cục sạc dự phòng. Và đó là 3 cái cách mà mình đã tìm hiểu là sạc được. Và thật ra thì nó cũng chỉ 3 cách đó thôi, chứ cũng không có thể có cách thứ tư được, tại vì đó là những cách thông dụng nhất rồi. Vậy thì thực sự là mình cảm nhận như thế nào về chiếc bút này? Cái cảm nhận của mình là cái việc cầm nắm của nó cũng khá là thoải mái. Khi mà nó tạo một cái đường vân ở trên này thì cái cảm giác vào như một số người như mình là hay kê ngón tay như vậy thì nó khá là ok. Tuy nhiên cũng có một số điều mình không thích về chiếc bút này. Thứ nhất là về cái mức đèn ở đây, nó không có thể thể hiện cho các bạn thấy là cái sự chuyển màu của nó trong khi lúc nó gần hết pin. Cái thứ hai nữa là cái điểm chạm này. Nhiều khi chúng ta có cái thói quen rằng là hay cầm bút chọt hay là chơi rồi vậy đó. Thì khi mà chạm vào nó tắt thì vô tình chúng ta cần làm tiếp thì chúng ta sẽ không làm được mà chúng ta phải bật trở lại. Cái điểm này là một cái điểm mình không thích, nó cũng khá nhỏ thôi chứ không phải là lớn. Và thứ ba nữa là mình tìm các cái thông tin trên mạng về cái việc là thay đổi cái đầu của cái bút này. Tuy nhiên hiện tại bây giờ mình vẫn chưa tìm ra được cái thông tin đó. Thì mình đang thắc mắc rằng là không biết nó có một cái dụng cụ hỗ trợ hoặc là nhà sản xuất có bán kèm những cái đầu bút này kèm với cái dụng cụ hỗ trợ đó hay không. Thì cái thông tin này đáng lẽ là phải rõ ràng hơn đến cho người dùng, để cho người dùng có thể sử dụng được cái cây bút này ở cái trạng thái tốt nhất mà họ có thể. Và đây là cái bài review sơ bộ về cái sản phẩm là Hoco Stylus Pencil BH25 Wavy của mình. Các bạn nghĩ sao về chiếc bút này? Hiện tại chiếc bút này nó đang có giá ngoài thị trường, nó rơi vào tầm khoảng 830.000 đến 850.000. Thì các bạn có thấy đây là một chiếc bút đáng mua để là cái sự lựa chọn thay thế cho những cái chiếc iPad, thì cái chiếc Apple Pencil dùng trên iPad hay không? Nếu có thể để comment ở phía bên dưới để mình biết thêm về sản phẩm này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên like, share và subscribe channel của mình nha.